Đề bài: Phân tích chiến thắng Mờ Tao Mờ Xây, trích Đăm Săn Sử Thi Tây Nguyên. Có hai bài làm ấn tượng về đề bài này. Sau đây là bài làm một. Đã bao đời nay, những giọng kể khan trầm hùng vẫn cứ vang lên bên bếp lửa của nhà rông các buôn làng Tây Nguyên, lưu truyền những truyền thuyết anh hùng đăm săn, sinh nhã. Hình như nó đã tạo nên sự mạnh mẽ, gan góc, liều lĩnh, kiêu hùng ở mỗi người trai Tây Nguyên. Một trong những niềm tự hào của đồng bào ED chính là sử thi Tây Nguyên. Đoạn trích Chiến thắng Mờ Tao Mờ Xây đã thể hiện rõ vẻ đẹp của thiên sử thi này. Về sử thi, có hai loại sử thi, đó là sử thi thần thoại và sử thi anh hùng. Sử thi thần thoại kể về sự hình thành thế giới, sự ra đời của muôn loài, sự hình thành các dân tộc và các vùng cư trú cổ đại của họ, sự xuất hiện nền văn minh buổi đầu. Nhân vật thường là các thần thánh gần với thần thoại. Sử thi anh hùng kể về cuộc đời và sự nghiệp của các tù trưởng anh hùng. Nhân vật là con người cụ thể, các anh hùng có sức mạnh, có tài năng và vẻ đẹp phi thường tiêu biểu cho sức mạnh thể chất và tinh thần, ý chí của cả cộng đồng. Đăm săn thuộc kiểu sử thi anh hùng. Sử thi đăm săn của dân tộc ED kể về những chiến công của người anh hùng đăm săn, một tù trưởng hùng mạnh. Người anh hùng dám chống lại cả tục nối dây, chuê nê, chặt cả cây thần smoke. Chiến thắng các tù trưởng thù địch làm cho buôn làng ngày càng giàu mạnh. Cuối cùng, chàng chết trong rừng sáp đen vì đi cầu hôn nữ thần mặt trời, thể hiện khát vọng phóng túng của một tù trưởng hùng mạnh. Đăm săn chết, nhưng con cháu của chàng tiếp tục con đường của cậu mình. Thông qua nhân vật đăm săn, tác phẩm phản ánh những khát vọng to lớn của người ED trong buổi đầu của lịch sử bộ tộc. Khát vọng chinh phục, khám phá tự nhiên huyền bí. Họ đã bắt đầu chặt cây, đốt nương, biết xuống sông bắt cá. Khát vọng có sức mạnh phi thường để chiến thắng kẻ thù. Khát vọng tự do, thoát khỏi tục chuê nê. Và cuối cùng là khát vọng giàu có và hùng mạnh. Tác phẩm còn dựng lên một bức tranh toàn cảnh về cuộc sống, con người của đồng bào Tây Nguyên, về thiên nhiên hùng vĩ nơi đây. Đây là một cuốn sử thi hay với ngôn ngữ sử thi có nhiều hình ảnh so sánh phóng đại. Tác giả dân gian đã xây dựng thành công hình tượng người anh hùng đăm săn đại diện cho cộng đồng ED về vẻ đẹp, sức mạnh, lòng dũng cảm. Mỗi khúc ca là một chiến công của người anh hùng đăm săn, câu chuyện mang màu sắc thần thoại. Đoạn trích Chiến thắng Mờ Tao Mờ Xây nằm ở phần giữa tác phẩm, ngay sau sự kiện Mờ Tao Mờ Xây lợi dụng lúc đăm săn đi vắng, bắt người vợ xinh đẹp là Hơ Nhị của chàng. Đoạn trích được chia làm hai cảnh, cảnh đọ sức giữa đăm săn và Mờ Tao Mờ Xây, cảnh ăn mừng chiến thắng. Toàn bộ diễn biến cuộc đọ sức giữa đăm săn và Mờ Tao Mờ Xây được miêu tả khá giàu kịch tính qua ba hiệp. Hiệp đấu thứ nhất diễn ra ở nhà Mờ Tao Mờ Xây. Với nghệ thuật so sánh, người kể chuyện đã miêu tả và làm nổi bật được cụ thể quang cảnh giàu có của nhà Mờ Tao Mờ Xây. Đăm săn đang phải đối diện với kẻ thù giàu mạnh, nhưng với thái độ dũng cảm, chẳng e sợ, ngại ngùng. Sự hùng mạnh của nhà Mờ Tao Mờ Xây chẳng có tác động gì tới chàng cả. Chàng đến tận nhà của Mờ Tao Mờ Xây. Ơ riêng, xuống đây, ta thách nhà ngươi đọ giao với ta đấy. Trước thái độ ấy của đăm săn, Mờ Tao Mờ Xây cũng ngạo nghễ, khiêu khích đăm săn. Ta không xuống đâu, riêng ơi. Tay ta còn đang bận ôm vợ hai chúng ta ở trên nhà này cơ mà. Thái độ ấy như lửa dội thêm dầu, nó càng làm cho đăm săn trở nên tức giận, khiêu chiến quyết liệt hơn. Xuống, riêng, xuống, riêng, ngươi không xuống ư, ta sẽ lấy cái sàn hiên của nhà ngươi ta bổ đôi, ta sẽ lấy cái cầu thang của nhà ngươi ta chẻ ra kéo lửa, ta hun cái nhà của ngươi cho mà xem. Giọng điệu thách thức của đăm săn bừng bừng hơi nóng của sự giận dữ, chứa đựng sức mạnh của người có tính gan dạ, quả quyết. Chàng đe dọa phá tan cái hiên nhà, cái cầu thang và ngôi nhà. Trước thái độ ấy của đâm săn, Mờ Tao Mờ Xây run sợ. Ngươi không được đâm ta, ta sợ ngươi đâm ta khi ta đang xuống. Đâm săn thì đàng hoàng khẳng định, sao ta lại phải đâm ngươi, đến con lợn thèm đâm. Cảnh khiêu chiến đã cho ta nhận thấy hai tính cách đối lập nhau. Nếu Mờ Tao Mờ Xây tỏ ra kém cỏi, hèn nhát, thì đâm săn đàng hoàng.
Lời thoại còn cho ta thấy rõ thái độ kể chuyện của tác giả dân gian đối với mỗi nhân vật. Ở đây, chân dung mở tao mở xây được miêu tả trực diện. Bà con xem, khiên hắn chấm chấm chấm, giày nút chấm chấm chấm. Dáng điệu cử chỉ lại rất tần ngần, mỗi bước đi, mỗi bước đắn đo. Tác giả dân gian đã sử dụng triệt để hiệu quả của thủ pháp đối lập làm nổi bật được bản chất ở hai con người. Lúc vào trận, cả hai bên đều múa khiên nhưng thật đối nghịch. Mở tao mở xây múa khiên trước nhưng hắn lại tỏ ra kém cỏi. Trong khi đó, đăm săn chỉ dung khiên múa. Một lần sốc tới, chấm 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 vun vút qua phía tây. Lời lẽ của mở tao mở xây khoe khoang. Đăm săn không kể tài mà chỉ thể hiện bằng hành động. Nhưng mỗi lời chàng nói thể hiện sự khinh bỉ kẻ thù. Kết thúc hiệp đấu thứ nhất, đăm săn vẫn tạm thời chưa đánh được kẻ thù. Cuộc đọ sức càng quyết liệt từ khi Hơ Nhị ném miếng trầu. Đăm săn giành được sức khỏe, tăng lên gấp bội, chàng tiếp tục hiệp đấu thứ hai. Ở hiệp này, đăm săn múa khiên trước, hành động của chàng nhanh thoăn thoắt và dũng mãnh. Người kể chuyện sử dụng những hình ảnh phóng đại kết hợp với so sánh bay bổng. Chàng múa chấm 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 bật rễ tung bay. Với hình ảnh này, tác giả đã ngợi ca thần thánh hóa người anh hùng đăm săn sánh ngang với sức mạnh gió bão thiên nhiên. Người kể chuyện có thái độ tôn vinh người anh hùng đăm săn. Ở hiệp này, hai lần đâm trúng mở tao mở xây nhưng cả hai lần đều đâm không thủng. Đăm săn thấm mệt, cuộc chiến vẫn tiếp diễn căng thẳng với hiệp đấu thứ ba. Chàng đăm săn nằm mơ thấy ông trời. Trời chỉ cho cách đánh thắng mở tao mở xây bằng cách ném cái chày mòn vào vành tai kẻ địch. Chàng nghe vậy, bừng tỉnh, chộp cái chày mòn ném vào vành tai kẻ địch. Ngay lập tức, cái giáp của mở tao mở xây rơi xuống chấm 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 chuồng trâu. Rồi nhanh chóng chàng đã đẩy mở tao mở xây đến chỗ phải cầu xin và điều đình. Kết thúc hiệp đấu thứ ba, đăm săn cắt đầu mở tao mở xây bên ngoài đường. Chàng trở thành người thắng trận. Như vậy, chúng ta thấy chiến thắng này của đăm săn có vai trò trợ giúp đặc biệt của nhân vật ông trời. Nhân vật ông trời là một kiểu nhân vật phù trợ thường thấy trong văn học dân gian, giống như ông tiên, bụt ở truyện cổ tích. Nhân vật này thường xuất hiện ở lúc con người bế tắc, đó chỉ là phù trợ, còn quyết định chiến thắng phải là đăm săn. Chiến thắng của đăm săn thể hiện sự thống nhất cao độ giữa quyền lợi, khát vọng cá nhân anh hùng với quyền lợi khát vọng của cả cộng đồng, thể hiện lòng yêu mến của tập thể cộng đồng đối với cá nhân. Qua đó, sử thi muốn nói đến ý chí thống nhất của toàn thể cộng đồng ED, một biểu hiện quan trọng của ý thức dân tộc. Đòi lại vợ là cái cớ làm nảy sinh mâu thuẫn giữa các bộ tộc, dẫn đến chiến tranh để mở rộng bờ cõi. Ý nghĩa của sử thi là ở đó. Vì vậy, thắng hay bại của người tù trưởng sẽ có ý nghĩa quyết định tất cả. Cho nên, lời nói của dân làng phía mở tao mở xây đều tình nguyện đi theo đăm săn. Cho nên, trong sử thi không nói nhiều về chết chóc mà chọn cảnh ăn mừng chiến thắng. Tiệc ăn mừng chiến thắng được mở ra trong bối cảnh đoàn người cùng chiến lợi phẩm tấp nập vào buôn làng. Cảnh này được diễn tả bằng ngôn ngữ của người kể chuyện, trùng điệp những hình ảnh so sánh. Đây đều là những chùm hình ảnh so sánh mang tính cụ thể, gần gũi với đời sống. Trong bối cảnh đó, đăm săn hiện lên hòa cùng với tôi tớ, ăn mừng chiến thắng, hướng tới cộng đồng. Đăm săn tuyên bố chiến thắng với lũ làng. Chàng ra lệnh cho mọi người hãy dâng rượu, bắt trâu dâng lên thần linh. Chàng kêu gọi mọi người đến đánh trống, đánh chiêng, ăn mừng chiến thắng. Hình ảnh đăm săn được miêu tả bằng cái nhìn ngưỡng mộ của nhân dân. Đó là vẻ đẹp của sức mạnh của người anh hùng, thể hiện sức mạnh của cả thị tộc, sự thống nhất và niềm tin của cả cộng đồng. Giữa quang cảnh ăn uống tấp nập, đăm săn nổi bật lên, tóc dài chảy đầy nong hoa, uống không biết say, ăn không biết no, chuyện trò không biết chán, ngực quấn chéo một tấm mền chiến, chấm chấm chấm, tiếng tăm lẫy lừng. Những hình ảnh từ cơ thể được phóng đại, bắp chân to bằng cây xà ngang, chấm chấm chấm, ngang tàng từ trong bụng mẹ. Ngôn ngữ mang âm hưởng ngợi ca, thể hiện ngưỡng mộ của dân gian đối với người anh hùng. Người anh hùng có vẻ đẹp lý tưởng, phẩm chất anh hùng dũng cảm, cao thượng, được cả cộng đồng tôn kính. Danh tiếng của đăm săn là danh tiếng của cả cộng đồng. Nếu như
miêu tả cảnh giao đấu, ngôn ngữ sử thi chủ yếu là đối thoại, thì miêu tả cảnh ăn mừng chiến thắng lại chủ yếu dùng những trường đoạn, câu cảm thán, hình ảnh so sánh, phóng đại, làm nổi bật được sự sung sướng, vui vẻ, tưng bừng của cả cộng đồng. Đoạn trích chiến thắng Mở Tao Mở Xây đã mang đến cho người đọc, người nghe cái nhìn độc đáo về người anh hùng Đăm Săn. Đó không phải chỉ là người anh hùng có những phẩm chất tuyệt vời, mà còn là mẫu hình anh hùng lý tưởng của đồng bào ED, thể hiện được khát vọng về một người thủ lĩnh tài giỏi mang đến sự phát triển cho toàn bộ làng. Cuộc chiến đấu của Đăm Săn thực chất là sự lý giải về nguyên nhân của các chiến tranh bộ lạc, cũng như nhu cầu tất yếu của việc hợp nhất các bộ lạc thành một dân tộc thống nhất. Hết bài làm 1. Bài làm 2. Nhân vật Đăm Săn nổi bật lên trong toàn bộ cuốn sử thi nói chung và đoạn trích chiến thắng Mở Tao Mở Xây nói riêng hai khía cạnh. Một mặt, đó là con người hội đủ những phẩm chất cá nhân như trí tuệ, tài năng, nhân cách, khát vọng. Mặt khác, đó còn là sự gắn bó, liên kết với cộng đồng mà chính chàng là tù trưởng. Với cái nhìn ấy, ta thấy nhân vật Đăm Săn đã tự khẳng định mình trong những biến cố, sự kiện ở đoạn trích chiến thắng Mở Tao Mở Xây. Xét về tình tiết trong mô hình cốt truyện thì cuộc giao tranh giữa Đăm Săn với các tù trưởng khác không chỉ xảy ra có một lần. Dường như nhu cầu mở rộng lãnh địa, tăng cường lực lượng, khẳng định quyền uy là nguyên nhân sâu xa dẫn đến những cuộc giao tranh ấy. Nhưng trong các cuộc chiến xảy ra thì cuộc đối mặt giữa Đăm Săn và Mở Tao Mở Xây có tính chất điển hình hơn cả. Đối thủ của Đăm Săn là Mở Tao Mở Xây, một đối thủ ngang tầm. Tuy võ nghệ không thuộc hàng cao thủ, nhưng Mở Tao Mở Xây là một kẻ trí túc đa mưu, lấy sự sắc sảo khôn ngoan làm sức mạnh cho mình. Không tin vào bản thân thì làm sao dám táo tợn cướp vợ của Đăm Săn. Và khi biết Đăm Săn tới để làm gì rồi mà còn khiêu khích: "Ta không xuống đâu, riêng ơi, tay ta đang còn bận ôm vợ hai chúng ta." Thái độ nghênh chiến của Mở Tao Mở Xây khá đàng hoàng. Bà con xem, khiên hắn tròn như đầu cú, gươm hắn óng ánh như cái cầu vồng, trông hắn dữ tợn như một vị thần. Có thể nói đó là tư thế tự tin nhưng thận trọng. Hai lần Mở Tao Mở Xây nhắc Đăm Săn không được đâm mình khi Mở Tao Mở Xây đi xuống, và lúc đi xuống rồi vẫn còn do dự đắn đo. Cách ứng xử của Mở Tao Mở Xây theo lối quân tử phòng thân, luôn đề phòng bất chắc. Bước vào cuộc chiến, Mở Tao Mở Xây nhường cho Đăm Săn múa khiên trước với một thái độ khiêm tốn giả vờ. Giả vờ nói rằng võ nghệ của mình kém cỏi: "Ta như gà làng mới mọc cựa Calie, như gà rừng mới mọc cựa Echam, chưa ai dẫm phải mà đã gãy mất cánh. Võ nghệ ấy là chắp vá, có cậu, ta học cậu, có bác, ta học bác, có thần rồng, ta học thần rồng." Nhưng từ sự giả vờ ấy đã lộ ra một câu nói thật: "Thế ngươi không biết ta đây là một tướng đã quen đi đánh thiên hạ, bắt tù binh, đã quen đi xéo nát đất đai thiên hạ hay sao?" Không phải vô tình mà câu kể khan của người dẫn chuyện ngay từ đầu đã phát ra cái vẻ sang trọng, tôn nghiêm, bề thế của Mở Tao Mở Xây, một tù trưởng giàu mạnh trong vùng. Cái cách giả vờ ấy phải chăng làm cho đối thủ chủ quan, khinh suất? Mặc cho Đăm Săn khinh bỉ, mặc cho mình múa khiên không đẹp, múa kêu lạch sạch như quả mướp khô, tốc độ lại chậm chạp, nặng nề, bước cao, bước thấp. Nhưng Mở Tao Mở Xây không nản lòng, y dắt tâm chờ cơ hội. Và khi cơ hội đến, hành động của Mở Tao Mở Xây nhanh hơn một chớp mắt, đâm lén Đăm Săn. Khi Mở Tao Mở Xây chém phập một cái, chắc chắn Đăm Săn không khỏi giật mình. May cho Đăm Săn là nhát chém quá nhanh và không ngờ ấy của địch lợi hại, chỉ vừa trúng một cái chão cột trâu. Hai trợ thủ cuối cùng của Mở Tao Mở Xây là miếng trầu của Hơ Nhị và cái áo giáp che thân. Đăm Săn chỉ vô hiệu hóa được con bài thứ nhất, đến con bài thứ hai thì Đăm Săn đã bất lực hoàn toàn. Đùi Mở Tao Mở Xây bị đâm trúng nhưng không thủng. Người Mở Tao Mở Xây cũng thế. Nếu không có sự giúp sức của ông trời thì Đăm Săn chắc chắn sẽ trắng tay cả danh dự và quyền uy, vì chàng sẽ là người bại trận. Nhìn chung, cách khắc họa nhân vật,
cả mờ tao mờ xây và đăm săn của đoạn trích là kết hợp hai yếu tố đối thoại giữa các nhân vật và lời người dẫn chuyện. Riêng với nhân vật đăm săn, tác giả cuốn truyện còn thực hiện phép đối xứng nghệ thuật nữa. Bằng cách ấy, nhân vật đăm săn xuất hiện như một điểm nhấn rực rỡ sáng ngời. Trước hết, chàng là người cương trực, thẳng thắn, không đê tiện, nhỏ nhen. Bởi vậy, khi chạm vào những ý nghĩa hèn hạ, mờ ám của mờ tao, mờ xây, đăm săn như người đụng phải lửa. Hai lần mờ tao mờ xây cất tiếng, không được đâm ta khi ta đang đi xuống, là hai lần đâm săn như thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Qua đối thoại của chàng, ta cảm nhận sự khinh khi, tức giận. Ngươi xem, đến con lợn nái của nhà ngươi dưới đất, ta cũng không thèm đâm nữa là. Và đối lập với những ý nghĩa vẩn đục của mờ tao mờ xây là tâm hồn của đâm săn thật là trong sáng. Mặc dù đến nhà mờ tao mờ xây để gây chiến, vì đam săn có lý do khiêu chiến, nhưng chàng không vội ra tay, phải bình tĩnh đến mức nào đó để không làm cho cơn giận bùng lên. Đam săn mới nhường cho mờ tao mờ xây múa khen trước. Chỉ thực sự gai mắt khi chứng kiến lời nói của đối thủ khoác lác, huênh hoang mà thực tài kém cỏi, đam săn mới thực sự dung khiên. Tài nghệ phi thường của đam săn được chứng thực trong cuộc múa khiên hùng tráng. Có đến hai dụng ý nghệ thuật của tác phẩm sử thi mà người kể khan đã dùng đắc địa. Thứ nhất là biện pháp đối lập hai chiều giữa cảnh mờ tao mờ xây múa gươm trước với cái cách múa khiên đẩy tốc độ của đam săn. Một lần dốc tới, chàng vượt một đồi tranh. Một lần dốc tới nữa, chàng vượt một đồi lồ ô. Là những đường gươm chậm chạp nặng nề của mờ tao mờ xây. Bước cao bước thấp, chạy hết bãi tây sang bãi đông. Thứ hai là vai trò của người dẫn chuyện. Trong đợt múa khiên tiếp theo, đối xứng nghệ thuật đã không còn, thay vào đó là lời thuyết minh của người chứng kiến. Trong lần múa khiên này, võ nghệ của đam săn không còn là tốc độ mà chuyển sang cường độ. Nếu tốc độ múa khiên của chàng cứ thấy vun vút qua phía đông, vun vút qua phía tây, thì cường độ múa khiên của chàng lại là một trận bão lớn, chỉ còn lại một hào hứng, một tung hô đầy kinh ngạc. Chàng múa trên cao, gió như bão, chàng múa dưới thấp, gió như lốc, trời lẫm đổ lăn lóc, cây cối chết rụi. Khi chàng múa dưới thấp, vang lên tiếng đĩa khiên đồng. Khi chàng múa trên cao, vang lên tiếng đĩa khiên kênh. Khi chàng múa chạy nước kiệu, quả núi ba lần dạn nứt, ba đồi tranh bật rễ tung bay. Thủ pháp cường điệu khoa trương thật thích hợp trong văn cảnh này. Nó làm đậm lên một sức mạnh, một năng lực phi phàm chỉ những người xuất chúng như đâm săn mới có. Như thế là kịch tính đã phát triển tới tốc độ, tính hàm xúc, lắng đọng cũng đạt đến độ cao. Nhưng sự cường điệu khoa trương không bao giờ là vô hạn, sức mạnh của đâm săn quả là có giới hạn. Nó biết dừng lại ở sự có lý, ngay cả trong tư duy có yếu tố thần thoại của tác phẩm sử thi. Trong trường hợp ấy, cần có thần linh trợ giúp. Ông trời, ông bụt hiện lên đúng lúc từ những giấc mơ. Trời, bụt giúp người hoạn nạn. Trời, bụt cũng giúp cho những khát vọng lớn của con người. Nhân vật ông trời ở đây đứng về phía đâm săn, phát hiện cho chàng cái gót chân asin của địch thủ. Chỉ tới lúc đó, mờ tao mờ xây mới không còn một thành lũy nào ẩn nấp. Khi cái áo giáp của mờ tao mờ xây rơi xuống, hắn mới hiện nguyên hình là một kẻ yếu đuối biết bao. Hình ảnh cái chuồng lợn, chuồng trâu bẩn thỉu đã xuất hiện ở đầu đoạn văn, đây được lặp lại với một ý vị mỉa mai trên một tinh thần khác. Ở lần thứ nhất, nó liên quan đến nhân cách của mờ tao mờ xây, thì lần thứ hai, nó lại liên quan đến sức mạnh của một kẻ không còn gì đáng sợ nữa. Nếu cuộc chiến của đam săn và mờ tao mờ xây khắc họa một phương diện của đam săn, phương diện con người cá nhân, thì cảnh trở về và lễ ăn mừng chiến thắng lại mở ra một góc khác của con người anh hùng đó, con người cộng đồng, con người xã hội. 4. Là một tù trưởng giàu mạnh, đam săn có trách nhiệm với bộ tộc đã đành. Chính vì danh dự của đam săn bị xúc phạm, mờ tao mờ xây cướp vợ của đam săn cũng là danh dự của bộ tộc bị xúc phạm mà chàng đã giấy binh. Chiến thắng kẻ thù rồi, danh dự được bảo vệ rồi, trách nhiệm của đam săn tăng lên gấp đôi, có trách nhiệm với tôi tớ, dân làng của mình,
chàng có nghĩa vụ che chở cho tôi tớ, dân làng của mờ tao, mờ xây nữa. Sự mở rộng địa bàn ở đây không có nghĩa thôn tính một cách áp đặt, giản đơn. Nó dựa trên nguyên tắc tự nguyện và người thủ lĩnh mới không hề có định kiến, mà ngược lại hết sức bình đẳng, chân tình. Không một hiệu lệnh nào thúc ép, không một lời nào cao giọng răn đe, Đăm Săn đã gõ cửa từng nhà. Biện pháp nghệ thuật ở đây là hình thức tiếng vang. Có một câu nói của Đăm Săn chuyển đi, một câu trả lời vọng lại, để rồi một câu hỏi từ đó lại lan xa từ nhà này qua nhà khác. Câu nói thứ nhất của Đăm Săn: ơ, nghìn chim sẻ, ơ, vạn chim ngói, ơ, tất cả tôi tớ làng này, các ngươi có đi với ta không? Câu trả lời thứ nhất của dân làng: không đi sao được, tù trưởng chúng tôi đã chết, lúa chúng tôi đã mục, chúng tôi còn ở với ai? Câu hỏi thứ hai của Đam San: ơ, tất cả dân làng này, các ngươi có đi với ta không? Tù trưởng các ngươi đã chết, lúa các ngươi đã mục, ai đi chăn ngựa, hãy đi bắt ngựa, ai giữ voi, hãy đi bắt voi, ai giữ trâu, hãy đi lùa trâu về. Cứ như thế, một cuộc chạy tiếp diễn ra, tạo nên sự kết tinh, hòa đồng, gắn bó hai bộ tộc của Đăm Săn và Mờ Tao, Mờ Xây làm một. Lễ mừng chiến thắng do đó không chỉ đóng khung trong nghĩa hẹp là trừng trị một kẻ ác, Mờ Tao, Mờ Xây đã thành công. Nó mang một ý nghĩa kép, vừa chiến thắng kẻ thù, vừa nhân lên gấp đôi sức mạnh của bộ tộc. Bởi vậy, âm hưởng của bản anh hùng ca mới ngát trời hào hứng, rộn ra âm thanh của các loại chiêng, có tiếng đồng, tiếng bạc cùng với vòng nhạc rung lên, làm cho tất cả mọi giống loài phải im tiếng để nhường chỗ cho một sự kiện trang nghiêm chưa từng có bao giờ. Và rồi, sau cái phút nín lặng âm thanh ấy, một bản hòa ca còn hùng tráng hơn bởi có sự tham gia của lươn trong hang, run trong bùn, rắn hổ, rắn mang đều chui lên nằm trên cao sưởi nắng. Ếch nhái cũng hoan hỉ, vui mừng, cùng kỳ nhông ngoài bãi kêu lên inh ỏi suốt đêm, không gian cứ mở rộng ra đến cùng trời cuối đất, không gian của niềm vui và không gian của danh tiếng Đăm Săn. Nhà Đăm Săn đông nghịt khách, các khách tù trưởng đều từ phương xa đến, lại nữa, danh vang đến thần, tiếng lừng khắp núi, đông tây đâu đâu cũng nghe danh tiếng Đăm Săn. Trong bối cảnh nhộn nhịp tưng bừng ấy, hình tượng Đăm Săn hiện lên như một vị thần, oai phong về ngoại hình và đầy sức sống tiềm tàng nội lực. Lúc Đăm Săn nằm trên võng nghỉ ngơi, tóc thả ra trên sàn, hứng tóc chàng ở dưới đất là một cái nong hoa. Còn khi xuất hiện trước đám đông thì rực rỡ với ngực cuốn chéo một tấm men chiến, mình khoác một tấm áo chiến, tai đeo nụ, sát bên mình nghênh ngang đủ giáo gươm, đôi mắt long lanh như mắt chim gếch ăn hoa tre. Đăm Săn trong con mắt của tôi tớ, dân làng, khách khứa là một sức mạnh vô địch. Một chàng tù trưởng mới giàu lên, đang tràn đầy sức trai, tiếng tăm lẫy lừng. Về nghệ thuật kể chuyện trong đoạn văn có những đặc điểm nổi bật như kể chuyện kết hợp với miêu tả tạo nên hứng thú của cảm giác liền mạch nhưng lại có điểm dừng, vừa bao quát vừa đi sâu vào từng chi tiết. Ở đây có một sự kết hợp thứ hai giữa câu chuyện được kể và người kể nhằm cá thể hóa vai trò chủ quan, vừa tạo không khí đang diễn ra, vừa gây được sự đồng cảm của những người nghe trong hình thức diễn sướng. Riêng ngôn ngữ sử thi thì đoạn văn là một ví dụ điển hình. Ngôn ngữ ấy vừa giàu chất hội họa thông qua hình ảnh, vừa giàu chất âm thanh thông qua nhịp điệu. Hình ảnh thì có khi là tả thực, có khi là phóng đại, cường điệu, khoa trương. Riêng về âm nhạc thì tuy đoạn văn được kể dưới hình thức văn xuôi nhưng rất gần với thơ ở nhịp điệu, tiết tấu cân xứng, hài hòa, du dương trầm bổng. Để chứng minh cho những điều nhận định trên đây không khó, có điều chắc chắn là với cách kể ấy, với ngôn ngữ ấy, ta được lắng nghe một thứ phối hợp của nhiều thể loại, một thứ hòa thanh của nhiều nhạc cụ làm thức dậy nhiều giác quan. Sức hấp dẫn của nó là không thể nào cưỡng nổi. Đó là dấu hiệu của một tác phẩm sử thi đạt tới đỉnh cao trong sự sáng tạo tuyệt vời. Hết bài. Các em hãy bấm like, đăng ký và nhận thông báo để cùng thầy nghe
tuyển tập những bài văn hay của các cấp nhé.